xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị theo dõi bản tin tổng hợp phát sóng trên kênh Tâm thức Việt TTV thứ ba ngày 5 tháng 4 năm 2022. Mở đầu là bản tin của Đài Á Châu Tự Do. Ukraine cáo buộc Nga thảm sát dân thường. Nga nói là do Kiev dàn dựng. Sự phẫn nộ của nước ngoài đang gia tăng đối với bằng chứng về các vụ hành quyết có thể đã xảy ra và các hành động tàn bạo khác của lực lượng Nga ở Ukraine. Tuy nhiên, Nga phủ nhận và cho rằng đây là sự dàn dựng Bộ trưởng Quốc phòng Đức đã phản ứng với bằng chứng mới khi nói rằng châu Âu phải xem xét tăng cường các hình phạt đối với Moscow bằng cách tẩy chay hoạt động xuất khẩu khí đốt của nước này, một bước đi gây đau đớn về kinh tế mà các nhà lãnh đạo châu Âu trước đây đã tránh né. Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern gọi các báo cáo về hành vi cưỡng hiếp và các hành động tàn bạo khác của binh lính Nga là đáng trách. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida vào hôm 4 tháng 4 cho biết chúng tôi cực kỳ lên án các cuộc tấn công nhằm vào dân thường. Sau báo cáo về các thi thể được tìm thấy có dấu hiệu bị tra tấn tại các khu vực mà quân Nga đã rút lui. Các quan chức Ukraine cho biết thi thể của 410 thường dân đã được tìm thấy ở các thị trấn xung quanh thủ đô Kiev sau khi đánh bật binh lính Nga ra khỏi đây. Tại thị trấn Bucha phía tây bắc của thủ đô Kiev, các nhà báo của hãng thông tấn AP đã nhìn thấy 21 thi thể. Một nhóm 9 người, tất cả đều mặc quần áo dân sự, nằm rải rác xung quanh một địa điểm mà người dân cho rằng quân đội Nga đã sử dụng làm căn cứ. Họ dường như đã bị bắn ở cự ly gần, ít nhất hai người bị trói tay sau lưng tổng thống zelensky gọi các vụ giết người là bằng chứng diệt chủng nhưng bộ quốc phòng nga bác bỏ cáo buộc này phía nga cho biết các bức ảnh và video về sát chết đã được chế độ kiev làm ra cho các phương tiện truyền thông phương tây bộ này cho biết không một dân thường nào ở bucha phải đối mặt với bất kỳ hành động quân sự bạo lực nào và thị trưởng không đề cập đến bất kỳ hành vi lạm dụng nào một ngày sau khi quân đội nga rời đi Cuộc xâm lược ngày 24 tháng 4 của tổng thống Nga Vladimir Putin đã khiến hàng ngàn người thiệt mạng và hơn 4 triệu người Ukraine phải rời bỏ đất nước này. Ông Putin cho biết cuộc tấn công nhằm loại bỏ mối đe dọa an ninh sau khi chính phủ Ukraine theo đuổi tư cách thành viên của liên minh quân sự Mỹ châu Âu NATO. Các lãnh đạo thế giới đồng loạt lên án cuộc tấn công của Nga tại Bucha, bản tin của Đài BBC. Các cuộc tấn công hàng hạ của Nga nhằm vào thường dân Ukraine tại Pucha và Irpin là bằng chứng thêm cho đến nay về tội ác chiến tranh của Moscow, Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố. Ngày 3 tháng 4, ông Boris Johnson nói, không có sự phủ nhận hay tin tức giả mạo nào từ Kremlin có thể che đậy những gì mà chúng ta biết là sự thật. Đó là Putin đang tuyệt vọng, cuộc xâm lược của ông ta đang thất bại và ý chí của Ukraine đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ông Boris Johnson tuyên bố Anh Quốc sẽ tăng cường các lệnh trừng phạt lên Nga và hỗ trợ quân sự và nhân đạo cho Ukraine. Ông nói thêm rằng Anh Quốc sẽ không để yên cho đến khi công lý được thực thi và tuyên bố huy động các điều tra viên đặc biệt nhằm hỗ trợ cuộc điều tra Tòa án Hình sự Quốc tế ICC. Trước đó, Bộ Tư pháp Anh vào hôm 24 tháng 3 đã tuyên bố một khoản tài trợ bổ sung trị giá 1 triệu bảng Anh sẽ được cung cấp và các binh sĩ sẽ được giao nhiệm vụ hỗ trợ ICC truy tìm bằng chứng đồng thời cơ quan này cho biết thêm đội ngũ điều tra tội phạm chiến tranh của cảnh sát đô thành london metropolitan police sẽ được huy động để trợ giúp Ngoại trưởng Anh Liz Truss nói rằng sẽ Mà không để chương, Nga che giấu những hành vi kinh hoàng tại Pucha và Irpin bằng thông tin sai sự thật bất tuân đạo dân lý. Dân Bà Liz Truss cũng nói rằng nỗ lực do Anh Quốc đứng đầu nhằm đẩy nhanh tốc độ và hỗ trợ cuộc điều tra của ICC về tội ác chiến tranh của Nga tại Ukraine là hành động điều chuyển nhà nước quy mô lớn nhất trong lịch sử Anh Quốc. Bà Liz Truss nói thêm rằng điều cần thiết là cộng đồng quốc tế tiếp tục hỗ trợ về mặt quân sự và nhân đạo cho Ukraine và tăng cường các lệnh trừng phạt lên Nga. Những quốc gia khác lên do án do hành động của quân đội Nga. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tiếp tục mô sử dụng tả cảnh tượng những thi thể trên chống đường phố tại Pucha khiến đau thắt lòng. Chủ tịch Hội đồng phổ. châu Âu Charles Michel cam kết sẽ có thêm các lệnh trừng phạt nhằm vào Moscow. Sốc vì những hình ảnh ám ảnh liên quan đến tội ác của quân đội Nga tại vùng giải phóng ở Kiev, Pucha, Massacre, ông viết trên Twitter. Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock, đã lên án điều gọi là bạo lực không bị ngăn cấm của Tổng thống Nga Putin và tuyên bố nước Nga phải trả giá cho các tội ác chiến tranh tại Pucha thông qua những lệnh trừng phạt hà khắc hơn. Tổng thống Pháp Macron thì nói rằng những cảnh tượng tại Pucha là quá sức chịu đựng. Phát biểu trên kênh truyền hình CBS News ngày 3 tháng 4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã mô tả cuộc xâm lược của Nga nhằm vào Ukraine là sự tra tấn cả quốc gia. Khi được hỏi là liệu các hành động của Nga có cấu thành tội ác diệt chủng không, ông trả lời, thực sự đây là cuộc diệt chủng, sự loại trừ cả đất nước và người dân. Chúng tôi là người dân Ukraine, chúng tôi có hơn 100 dân tộc, đây là sự phá hoại và triệt tiêu tất cả các dân tộc này trong khi đó nga đã bác bỏ việc nhắm vào dân thường và cho rằng hình ảnh những xác người đàn ông trên đường tại pucha là do kiev dựng lên cho truyền thông phương tây và gọi đây là sự khiêu khích bộ quốc phòng nga nói đã rút quân tại pucha vào ngày 30 tháng 3 và tuyên bố rằng trong suốt thời gian đó lực lượng vũ trang nga nắm quyền kiểm soát thỏa thuận và không có một người dân thường nào phải gánh chịu bất kỳ hành vi bạo lực nào Phóng viên Jeremy Bowen của BBC nói ít nhất 20 người đàn ông đã thiệt mạng, một số bị cột tay và xác của họ bị phát hiện trên đường phố tại Butchak trước đó ukraine nói lực lượng của họ đã chiếm lại toàn bộ vùng xung quanh thủ đô kiev nhưng khi lực lượng quân đội nga rút khỏi một số thị trấn trọng yếu thì con số thương vong sau những tuần giao tranh ác liệt đã lộ diện chính quyền tại ukraine nói đã phát hiện điều trông chính xác như tội ác chiến tranh bao gồm thi thể của những người dân thường bị xử tử và những hố chôn tập thể lớn người phát ngôn của tổng thống ukraine volodymyr zelensky nói Ông Sergei Nikiforov phát biểu trong chương trình Sunday Morning của BBC rằng chúng tôi đã phát hiện người bị cột tay và chân bị bắn đạn ở phía sau đầu. Họ rõ ràng là dân thường và bị xử tử. Chúng tôi tìm thấy thi thể bị cháy một nửa người như thế ai đó đã cố che giấu tội ác nhưng không đủ thời gian để làm đúng cách. Thống đốc Pucha nói đã có 300 người dân bị giết trong thời gian một tháng Nga chiếm đóng tại đây. Tuy nhiên, tuyên bố này chưa được BBC kiểm chứng độc lập. Các hình ảnh vệ tinh ngày 31 tháng 3 từ công ty Massa cho thấy dường như có một đường hầm dài khoảng 13 mét tại địa điểm được xác định là có một hố chôn tập thể tại Pucha. Đường hầm này được cho là nằm trong khu vực của nhà thờ San Andrew và Berozhanoho Onsen, theo Massa thì dấu hiệu hố chôn này có thể thấy xuất hiện trong những bức ảnh sớm từ ngày 10 tháng 3. BBC hiện chưa thể kiểm chứng ngay những hình ảnh này, mặc dù một đội ngũ từ CNN tường thuật thông tin thấy có thi thể trong hố chôn tập thể lớn tại đây. Trong khi đó, Moscow cũng đang yêu cầu có một phiên họp khẩn tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vào hôm thứ Hai ngày 4 tháng 4. Nga hiện là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc gồm 15 thành viên. Dmitry Poyensky, phó trưởng đại diện của Nga tại Hội đồng Bảo an nói rằng Moscow đã đưa ra yêu cầu trên vì sự khiêu khích trắng trợn của giới cực đoan của Ukraine. Theo Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, thì cho đến nay đã có 3.455 dân thường bị thương và thiệt mạng kể từ khi chiến tranh tại Ukraine bùng phát. Cụ thể, hơn 1.400 người chết và hơn 2.000 người bị thương. Đây là con số ước tính và ủy ban cho rằng con số thực tế cao hơn đáng kể. Số thương vong nặng nề nhất là tại hai vùng ly khai ở miền đông Ukraine là Donetsk và Luhansk. Và sau đây là một số tin ngắn khác đáng chú ý. Theo đài tiếng nói Hoa Kỳ đưa tin, một người Mỹ gốc Việt đoạt giải Grammy danh giá của Mỹ. Ca sĩ người Mỹ gốc Việt với nghệ danh là Sangeeta Kaur được trao giải thưởng âm nhạc Grammy danh giá của Mỹ vào hôm tối Chủ nhật 3 tháng 4. Buổi lễ trao giải thưởng Grammy lần thứ 64 của Viện Hàng lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Mỹ diễn ra tại thành phố Las Vegas, bang Nevada của Mỹ, sau 3 tháng bị hoãn vì những lo ngại về dịch COVID-19. 86 giải thưởng được trao để vinh danh các bản thu âm thuộc các hạng mục khác nhau đã phát hành trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 9 năm 2020 đến ngày 30 tháng 9 năm 2021. Nữ ca sĩ gốc Việt Sangeeta Kao có tên thường gọi là Teresa Mai và Mai Xuân Loan, sinh sống ở bang California, giành giải trong hạng mục album giọng hát solo cổ điển xuất sắc nhất. Album này có tên Mythologies, Thần Thoại, và trong đó cùng biểu diễn với Sankita Kao là ca sĩ Hila Bridman. Sinh ra ở bang California trong một gia đình có bố mẹ đều là người Việt, Teresa Mai tham gia các hoạt động âm nhạc từ khi là học sinh. Về sau, cô tốt nghiệp nhạc viện Popcol thuộc Đại học bang California Long Beach và có bằng thạc sĩ chuyên ngành biểu diễn bằng giọng ca do nhạc viện Boston cấp. VOA được biết cô khá nổi tiếng trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt với một số lần biểu diễn các bài hát tiếng Việt trong những chương trình của hãng thu nghe Paris và tham gia các buổi hòa nhạc của hội hiếu nhạc Việt Mỹ. Teresa Mai lấy nghệ danh Sagita Cao nghĩa là nữ hoàng của âm thanh và giai điệu. Từ năm 2010, sau nhiều năm đến với Phật giáo Tây Tạng và thiền yoga, theo một phóng sự hồi giữa tháng 12 năm 2021 của nhật báo người Việt ở Mỹ. Trong phóng sự này nói về cảm xúc của cô khi biết tin được đề cử cho giải Grammy vào cuối tháng 11 cùng năm. Teresa Mai cho biết cô vui mừng không tả nổi và cô thấy rất hạnh diện vì đây là một thành tựu cho bản thân. Báo Người Việt mô tả rằng với tông giọng soprano đầy nội lực nhưng không kém phần gia diết, có khi lại trong trẻo pha chút thanh cao, nữ ca sĩ Sangeeta Kao, tức là Teresa Mai, làm lay động đông đảo khán giả khi trình diễn opera khắp Hoa Kỳ và châu Âu. CEO của hàng không Thái Việt Jet phải xin lỗi vì quảng cáo đùa cá tháng tư xúc phạm nhà vua. Ông Waranat Labraban, CEO của hãng hàng không Thái Vietjet, vừa phải xin lỗi vì quảng cáo đùa vào ngày 1 tháng 4 bị tố cáo là đã xúc phạm quốc vương Thái Lan. Cảnh sát hoàng gia Thái Lan đang xem xét có mở cuộc điều tra hình sự theo luật cấm khi quân của vương quốc Đông Nam Á này hay không, theo Reuters đưa tin vào hôm 4 tháng 4. Luật này có thể ra án tới 15 năm tù cho người bị kết tội trang The Diplomat cùng ngày có bài nói công ty hàng không từ Việt Nam phải xin lỗi vì đùa nhạo vua của Thái Lan. Vietnamese Airlines apologize for tweet poking fun at Thailand's king. Theo BBC News Thái ở London, trong bài đăng vào hôm thứ Hai 4 tháng 4, tài khoản Twitter của Thái Việt Vietjet hôm 1 tháng 4 đã đăng nội dung nói hãng hàng không này sẽ mở đường bay nối tỉnh Nan của Thái Lan với Munich của Đức tweet này của Thái Việt Chết bị phản đối mạnh và ngày hôm sau đã bị công ty xóa đi. Dù đoạn nhắn trên Twitter không có nói gì đến vua Maha Vajalokom, 69 tuổi, nhưng người Thái Lan hiểu đây là một cách nói ẩn dụ vì vua Thái Lan hay sống ở Bavaria với Hoàng Quý Phi Sinenat, người có quê ở tỉnh Nan. Munich München là thủ phủ của bang Bavaria, Đức. Năm 2019, vua Thái Lan phong cho bà Sinanat tước hoàng quý phi sau lễ đăng quang của ông. Ngoài ra, Thái Lan còn có hoàng hậu Sutida, người được vua cưới trước đó cũng trong năm 2019, theo Reuters đưa tin. Ông Warrenat Labraban phải lên tiếng xin lỗi nhân danh Thái Việt chết trước cơn giận của phái bảo hoàng thể hiện trên mạng xã hội. Dù có gắn hashtag Cả tháng 4, nhưng dòng tweet bị phái bảo hoàng Thái Lan coi là đã cười nhạo nhà vua theo trang Khao trích một bình luận trên mạng xã hội. Một người khác đòi trừng trị hãng hàng không này, nếu có luật chống lại hãng hàng không này, tôi sẽ ủng hộ ngay, đừng để họ kiếm lời từ người dân Thái Lan, trang The Diplomat đưa tin. Theo ông Waranat Laprabang, các nhân viên chịu trách nhiệm cho câu tweet đã bị tạm ngưng làm việc để điều tra và ban lãnh đạo công ty không biết về chuyện đó xảy ra như thế nào. Tuy thế, nhà hoạt động Sri Sunwan Janya, người cũng là một luật sư, đã thông báo cho cảnh sát để báo là có hành vi phạm tội hình sự theo luật về computer của Thái Lan. Vừa rồi là bản tin tổng hợp phát sóng trên kênh Tâm Thức Việt TTV. Anh Chi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.